Hello anh em, lại là mình đây. Ôi, bác Quý, hello anh em, các bác Quý. Hello anh em, mình là Bảy Quý đây anh em ơi. Ôi, hôm nay bác Quý đứng quay cây cho cô bác anh chị xem nha. À, hôm nay mình có rất là nhiều cây. À, anh em này, anh này gọi là anh Cháy. Hello mấy anh em. À, Anthony này làm khán giả nha anh em nha. Nào. Để mà cháy khác nha số mấy anh em. Cây của mình về hôm qua rất là nhiều, mà mình sẽ chia ra làm hai clip anh em. Chia ra một cái clip nhỏ, cái clip lớn, có những cây lực lắm nha anh em nha. Rồi. Mình vào việc thôi anh em à. Rồi anh em xem kênh mình nhớ like, đăng ký, ủng hộ kênh anh em. Rồi anh em xem kênh của mình thì cũng như thường lệ thôi anh em. Thường thì mình để mã số cây, giá tiền. Rồi chốt rồi anh em cho mình số điện thoại, địa chỉ. Cụ thể anh em gọi điện trực tiếp là chốt nhanh nhất nha anh em nha. Rồi giờ anh em thông cảm, giờ cây nào mình cũng lấy cọc á. Anh em khách quen thì mình anh em mình rất là bình thường. Còn những anh em mà mới á, anh em thông cảm cọc cho mình nha anh em nha. Tại vì vừa mình bơm có một số cây rất là nhiều, tốn rất là nhiều phí. Còn riêng về uy tín thì anh em cứ yên tâm, kênh của mình làm rất là uy tín. Cây bị lỗi gì là mình hoàn đổi hết. Cho nên anh em cứ an tâm nha anh em nha. Có mấy anh em miền Tây đã lên tới đây luôn rồi nha anh em. Có một anh tên là nhà Hiếu miền Tây. Nhà đất gì đó. Nhà đất gì đó em quên. Trang nào cũng vô bình luận nói móc nói mỏ hết á. Rồi vậy là nói cho anh biết không được. Em đây là người thật, những anh em là việc thật sống thật. Ừ. Nè, địa phương của mình nữa là anh thích thì ra đây nói chuyện với mắc gì clip nào anh cũng vô kênh của em anh bình luận cái giọng khó nghe chứ vậy. Rồi vào việc là anh em nè, cây đầu tiên anh em nha, một cây khá đẹp luôn anh em à. À, cây liền lạc không lũ bọng, cây có một cành rớt rất là đẹp nha anh em nha, chi rất là phê luôn, đế này, đế bao phê luôn nha anh em nha, đế bao phê luôn, đế rất là đẹp anh em ạ. Ok anh em ơi, quanh anh em rất là đẹp luôn, cây vô này nó có một cái cục quặng không, quặng có cục đẹp lắm, đẹp quanh 26 nha anh em, cây của bác Quý, cao là 37, có chi phóng là 29 nha anh em, trồng chậu 40 anh em. Rồi anh em, chốt anh em, cây chốt đẹp. Cây rất là đẹp nha. Anh em lại tiếp tục anh em một khôi nữa, một khôi đế được nha anh em nha. Cây liền lạc không lũ bọng luôn. Chi. Nó có bề đế dưới đây dày em anh em à, cứng lắm á. Thiệt không? Thiệt. Bao phê luôn dưới bọng. Đây nè. Dày lắm. Đẹp lắm. Rồi, chốt đi anh em ơi, nhanh tay nhanh chân lên. Tranh thủ đi. Quanh 32 anh em. Cao 53. Trồng chậu 55 luôn anh em ơi. Cây được anh em à, chốt anh, tranh thủ ấy. Anh em lại tiếp tục anh em, một cây nữa nha. Cây được lắm anh em à, chi đẹp. Đế được luôn, cốt đặc. Cây không lũ bọng luôn anh em. Không lũ bọng anh em ơi. Rất ok. Mua về dứt. Đấy. Mua về tầng, mua về dứt. Quanh. Chu à, chu khó khăn lỡ. Quanh 38 anh em. Cây mình đào thấy xấu, cây này xấu hơn đó. Cao 43. Trồng chậu 50 anh em ơi. Chốt đi anh em ơi. Chốt đi. Nhanh tay nhanh chân lên. Rồi anh em, lại tiếp tục anh em. Một cây hai thăng nha anh em nha. Hai thăng rất là thẳng. Thẳng mà lấy nước căng, lấy cái thước mà căng thủy nó cũng không lên luôn anh em ạ. Quá thẳng luôn anh em nha, huynh đệ. Cây có bộ đế rất là đẹp, nhìn thấy không? Bộ đế này bao phê, cây này nó bò ra đây rồi nó ngóc lên, cây rất là đẹp. Tổng thể hay là bành sau, bành tổng thể luôn ha, luôn. Bành tổng thể 49 anh em ơi, cao 80, đo chiều cao thằng nhỏ luôn, cao 67 thằng lớn, thằng nhỏ 44, trồng chậu 50 luôn anh em, chốt anh em, cây rất là đẹp nha. Cây rất là ngộ nghĩnh, rất là độc, hàng giữa hàng rừng mới có mẫu này thôi nha anh em nha. Chốt. Rồi anh em, lại tiếp tục anh em ơi. Rồi tiếp tục, một cây rất là đẹp nha anh em nha. Cốt đặc luôn. Cốt rất là đặc nha, chị ok luôn. Để nè. Quanh nè. Quanh. Quanh 32 anh em ơi. Đúng. Cao 46. Trồng chậu 50 luôn. Đen. Chốt coi anh em, chốt coi. Cây đẹp anh em ơi. Rồi anh em lại tiếp tục anh em. Một cây rất là đẹp nha anh em nha.
Đấy, ok chụp nha anh em. Đây chụp chi đẹp, đế đẹp luôn. Đúng mẫu lùng lực. Đó, anh em ơi. Luôn. Thế tam tài luôn. Cây rất là đẹp anh em. Ba chi ở trong chập xám là ba chi, còn cây cảnh là tam tài thiên địa nha anh em ơi. Chốt. Vành. Cây rất là sạch, gốc ngọn, hợp lý chi luôn. Vành 32 anh em. Cao 33. Trong chỗ 40 anh em. Chốt anh em. Chốt đi. Đó, để anh em à. Rồi anh em lại tiếp tục anh em nè. Một cây đế đắm rồi cũng ok. Chi thì lắc một léo rất là độc nha. Léo nhau từ lứa đó. Chi lắc lượng. Đó, anh em thấy những cái léo 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 của nó. Mai vườn cũng không uống chi được gì nha anh em. Chỉ có mai rừng thôi. Cao rồi, chắc thấp chút chút lên em nha. Rồi, quanh đi bác. Quanh 32 anh em. Cao 51. Trồng chậu 45 anh em. Ôi, đẹp anh em. Tranh thủ chốt ơi, tranh thủ ơi. Giờ anh em lại tiếp tục anh em ơi. Cây đây luôn các bạn. Không có cây đó không có gì cắt đâu. Cây được đó. Chị đẹp. Đế đẹp luôn. Chị đẹp, đế đẹp. Cây có con. Chị có lắc anh em ơi. Quanh. Quanh 25 anh em ơi. Cao 38. Chiều dài của cái co lắc là 30. Trồng chậu 45 anh em. Dứt. Chốt anh em. Giờ anh em là tiếp tục anh em. Không có động lực. Tiếp tục đẹp ạ. Đế đẹp ạ. Đế được. Chị cũng đế được. Đế nơm nha anh em. Hai cái đế, hai cái đế để nơm xuống hết anh em ạ. Hoành anh em. Gác qua đây. Gác đi qua tắt ngạc. Hoành 27 nè. Nó vô đây nó dính bản quyền. Vừa cao vừa bay là 48. Trồng chậu 45 luôn nè. Rồi anh em. Lại tiếp tục một phôi khá lạ. Khá lạ anh em ơi. Có cái đế chủ bò. Cái này con gì đây không hiểu con gì á. Này. Anh em biết con gì đây không? Nói cho mình nghe. Cây độc tuyệt vời, cái dễ mà nó thẳng đó. Chân luôn. Nó thẳng mà không có một lượng luôn nha. Không biết lượng luôn, à. Thẳng ót luôn nha. Anh em cây cái này lụa bọng nha anh em nha. Biết con này con gì không? Nói cho mình nghe con này con gì. Quái thú. Oanh. Cái dễ độc thì cái tơ thẳng trừ luôn mà không có hoành 45 anh em ơi. Cao 39. Trồng chậu 70 anh em. Chủ nhật. Chốt rồi anh em. Lại tiếp tục một cây khá ngộ nghĩnh. Ở trên rừng nó mới có mẫu này nha anh em. Cây đắp mền nha anh em nha. Chốt tầm anh em ơi. Cây rất là lạ anh em à. Cây này nó xuyên ra một bên. Chốt nhanh luôn á, à. Nghĩ sao vậy? Độc lạ mà. Là dễ cám rồi nè. Được á. Quanh anh em à. Quanh 27 anh em. Vừa cao vừa bay ra là 52 anh em ơi. Trồng chậu 50 anh em. Chốt anh em ơi. Tranh thủ ơi, nhanh lên. Dứt. Rồi anh em, lại tiếp tục một cây chi đẹp nha anh em nha. Một cây chi rất là đẹp. Đế cũng ok luôn. Đấy, cây chì khá ngon, đế khá ngon luôn anh em à. Chì đẹp anh em à. Đế bao ngon bao ngọt á, quành anh em à. Đúng rồi, cây khá đẹp. Quành 30 anh em ơi. Cao 48. Trồng chậu 45 anh em. Rồi, anh em yêu thích cây này liên hệ trực tiếp mình nha anh em nha. Cây nhìn nó cũng duyên dáng lắm anh em. Chốt anh em. Chì thoáng lắm. Dứt. Rồi anh em, lại tiếp tục. Một cây chì được anh em à. Đế đẹp luôn, cây này là cây của anh Nguyễn Văn Trái nha anh em nha. Ừ. Đế là, đế ok nha. Chì rất là đẹp. Có dễ. Rồi, chủ nha anh em, cành bay theo dễ chủ nha anh em. Quanh. Quanh 34 anh em ơi. Đen mai đi đám cưới nè. Cao 69 anh em. Có chì phóng giờ 50 đúng. Rồi chốt anh em ơi, chanh bay nhanh rồi, chân chốt anh em. Tay để cái chân. Vừa anh em lại tiếp tục anh em ơi, một cây trực hơi xiên đế đẹp, cây không lũ bọng. Giờ bộ chi này về rút lại chân nha anh em nha, còn rút được. Rồi hoành đi, hoành 33 anh em ơi. Đế đó đẹp nha.
cao 43, trồng chậu 50. Rồi, cây ok lắm anh em, chăm thủ đi, chốt. Chốt anh em. Dứt, dứt. Của xưa nha anh em. Một cây lùng lực. Quá cổ xưa luôn anh em. Đế 2 tầng. Này con, đế quá cổ xưa luôn. Bỏ được anh em. Quanh cây có 2 miếng lũ này. Quanh 38 nha anh em. Cao 37, trồng chậu 45 anh em ơi. Quá cổ chốt xưa. Chốt thôi anh em. Cây có miếng lũ này nha. Dứt đi. Giờ anh em là tiếp tục một cây rất là độc lạ nha. Cái này là nó nằm với phần dưới của cái cây thôi anh em nha. Cắt phần trên dục rồi. Kéo nhựa lên ghép vô chơi anh em nha. Dễ đế rồi cũng tạm được nha anh em nha. Cây này bầu nó hơi nhão tí do đào sâu quá. Quanh. Quanh 19 anh em ơi. Cũng vừa cao vừa bay là 62. Cao là 48. Chốt anh em. Dứt đi. Chậu là 50. Chốt anh em. Dứt. Em lại tiếp tục anh em à. Một cây quái thú nha anh em nha. Quái thú cò lắc nha anh em. Cây cò lắc rất là đẹp nha anh em. Bồ đế tuyệt vời luôn anh em ơi. Cây ok anh em à. Cây bồ đế nè. Cây này hồi nãy chỗ đây nè. Có một chùm dưa cám á. Nhưng mà mình bật bỏ ra. Đây cũng còn dính nè. Tại vì nó nằm ở trên quá. Đục đây ra mà không bôi keo luôn. Chết đó. Đế nè anh em à. Đế rất là vip nha. Bấm xuống. Cây này kiếm cái chậu cao bỏ vô. Để bàn chơi. Út. Quanh. Quanh tổng thể 35 anh em ơi. Cao 44. Có chi phóng ra là 33 nha anh em. Bác đo cây eo đó bác. Đây luôn hả? Eo á. Đây hả? Ờ. Hai... Ở trên eo là 24. Rồi. Trồng chậu 45. Trồng chậu là 45 anh em ơi. Chốt anh em. Cây khá đẹp luôn anh em. Quá đẹp anh em ơi. Bộ đế này là mai vườn không thể nào có được nha nè. Trời khá đẹp. Chỉ có mai rừng thôi. Nhưng mà chỉ okay, có cháy thôi. Giờ anh em lại tiếp tục anh em à. Một cây mini nữa nha. Cây dạng bonsai nhỏ. Đế thì rất là đẹp nha anh em. Cây bộ đế bao phê cho anh em luôn. Đẹp. Đế đẹp anh em à. Chi thì về dọn lại chơi nha anh em nha. Anh em là thích lùng thì cắt lục. Quanh 36 anh em ơi. À. Cao 45. Trồng chậu 50 luôn nè. Chốt nhanh lên anh em ơi. Chăm thủ đi. Cây đặc vẻo luôn. Anh em một cây đế đẹp nữa. Bao phê cây trực nha anh em nha. Bôi trực đế đẹp nữa nha anh em. Chi. Đế rất là vip. Đế nè. Thầy bác. Thầy dòng ơi. Đế nè. Đế rất là vip nha anh em nha. Chi nè. Cây sạch sẽ không lũ bọng luôn nè. Quanh. Đây. Hồi nãy giờ em phá bấy vậy đó chưa. Còn 30 nha anh em. Mặt mà lên chanh nó sượt quá. Cao 62. Quanh trồng chậu 55 luôn anh em. Rồi. Cây khá đẹp luôn anh em à. Cây khá đẹp luôn. Chứ anh em. Đế đẹp. Anh em lại tiếp tục anh em. Một cây chi thoáng nha. Cốt cao. Chén người mẫu nha anh em. Đế cũng ok lắm anh em à. Rồi đế cũng ok ạ. Nôm xuống. Chén này chén người mẫu anh em à. Rồi hoành đi anh em. Đồ. Quanh 22 anh em ơi. Cao 84. Trồng chậu 55. Chốt anh em, tranh thủ ơi. Chì đẹp ạ. À. Chốt anh em. Dứt. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục một cây đa thăng nha anh em nha. Một cây đa thăng. Chi mịn. Cây này về làm nhanh nha cây anh em à. Đế thì ok, bao vip cho anh em. Dễ cám thì bao phê. Lên chậu thì bao đẹp. Quanh. Quanh 36 anh em. Cao 47. Trồng chậu 45. Dứt đi anh em ơi. Chốt anh em. Chốt đi. Rồi anh em lại tiếp tục. Một cây ba chi. Tam tài. Đế tạm được. Cây đặc sệt. Không lũ bọng. Quanh đi. Làm cho vui. Quanh 47 anh em ơi. Cao 51. Thế là làm vậy có trồng chậu 50. Không, lúc xưa. Chốt anh em chốt ơi. Anh em. Tranh thủ ơi. Cây được á. Ừ. Cây nó có con vít.
thương đâu đó xử lý cho. Bữa giờ em lại tiếp tục anh em, một khôi ngon lành dễ đế cũng tạm được, chi tạm được luôn anh em. Đấy, cái này chơi được anh em à, nhanh giá cây lắm. Kiếm cái chậu quanh trồng vô, quanh 31 nha anh em, cao 46, trồng chậu 55 luôn anh em. Rồi chốt lên anh em, chốt đi. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục anh em ơi, một cốt rất là đẹp, cây da trâu nha anh em, da đen thui luôn. À, chi không dễ lắc lượng nha anh em, gần bằng nhau không gì đó. Rồi dễ rất là nhiều, dễ rất là ok. Quanh quanh 32 anh em ơi, mẫu một cốt cao là chơi cao 86 nha, trồng chỗ 65 anh em ơi. Chúc rồi anh em, lại tiếp tục anh em, để dễ để dễ bảo vệ cây rất là lực nha anh em nha, ha. Mẫu lùng lực, lực luôn, luôn đó, lùng lực để đẹp chơi đẹp quanh lột thước quanh 39 nha anh em. Đù, số tầng thà thằng tài á, cao 39 luôn anh em, tổng chậu 39 luôn anh em, đù 39 luôn anh em ơi, đây anh em ơi, xét xỉu chủ luôn mấy anh em, giấc anh em có ai để số đó chưa. Em lại tiếp tục là anh em nè, cây đế đẹp nè anh em, đế đẹp đế bài luôn anh em ơi, cây không lũ bọng luôn, sạch chắc lũi luôn anh em ơi, quanh 31 anh em, cao 44 anh em, trồng chỗ chữ nhật 65 anh em ơi, chốt lên anh em, chốt lên anh em,